cái câu hỏi tiếp theo là thưa sư, con hỏi con có duyên với hệ khá, phái Khất Sĩ, có phải hệ phái Khất Sĩ là Phật giáo Nguyên Thủy không thưa sư? Bây giờ nếu mà sư nói không phải thì mấy vị Khất Sĩ được có kiếm chuyện với sư hay không? Có đôi khi quý vị hỏi mà quý vị làm khó sư rất là nhiều, quý vị biết không? Sư nói như thế này nè: đừng bao giờ để cái màu y màu áo của một cái hệ phái nó che mờ cái chánh kiến của bản thân. Ngay cả cái tấm y như vậy, thưa quý vị, ngay cả tấm y như vậy, có khi người đắp vào đó đó chỉ là một ông sư Nam Tông chứ không phải một ông sư Nguyên Thủy. Đối với sư thì ông sư Nam Tông nó khác ông sư Nguyên Thủy. Tạm sư Nam Tông chỉ đơn giản là truyền về phía Nam thì bắt đầu nó phát triển lên. Còn cái từ Nguyên Thủy đó có nghĩa là giữ lại một cái của Đức Phật từ hồi xưa. Chứ còn bây giờ quý vị thử, có nhiều nơi nó cũng là mang danh là Theravada đó, nhưng mà trời ơi, bùa chú tùm lum phù phép phù 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 tụng là phun tùm lum hết trơn á. Quý vị nghĩ có hồi xưa Đức Phật có làm chuyện đó không? Rồi bắt đầu là câu dây câu nhợ, rồi câu là màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng, là thiên hạ cứ chắp tay quỳ xì quỳ sụp mà lại, rồi xá lợi đó quý vị, xin lỗi, xá lợi bán thần ký thần ký thần ký, có nơi bán bác sĩ bán lẻ có luôn. Thì quý vị thử hỏi coi cái chuyện đó đó có phải là một ông sư Nguyên Thủy hay không. Cho nên đó, đừng bao giờ để một cái màu y màu áo của một cái hệ phái mà nó làm che mờ đi cái chánh kiến của bản thân. Miễn làm sao một con người đó, sự quan trọng là một con người đó phải là một con người thực hành đúng bát chánh đạo. Chứ còn mà đắp cái y này mà thực hành tầm bậy tầm bạ, mà chỉ biết luyện bùa luyện phép rồi luyện đồng luyện bóng rồi tượng rồi tùm lum tùm la hết thì nó cũng không phải là một sư Nguyên Thủy, huống chi là hệ phái này hệ phái kia ha. Đó là cái quan điểm của sư. Còn cái câu hỏi của cô, câu hỏi của quý vị này đó, thì sư chỉ nói một cách ngắn gọn, đó là hệ phái Khất Sĩ là một cái hệ phái nội bộ, hệ phái mang cái tính chất rất là Việt Nam, của một người Việt Nam, là thì ở bên hệ phái Khất Sĩ gọi là tổ sư Minh Đăng Quang, sáng tạo nên dựa trên cái sự dung hợp của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Chứ sư không nói là cái Phật giáo Nguyên Thủy mà chỉ nói là Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, để tạo nên một cái hình ảnh rất là mới và rất là riêng của đặc điểm nó rất là khác biệt, đó là hệ phái Khất Sĩ đó, có được một cái sự dung hợp của Nam Tông cả Nam lẫn Bắc.